Truyền thông phòng khám cha từ với thôn cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý bà cô chú anh chị. Hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 5 năm 2024, thầy Võ đang có mặt tại phòng khám cha từ với thôn cho không và các thầy để hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dùng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý bà cô chú anh chị, nhờ sự hỗ trợ của nhà hảo tâm từ Mỹ, các thầy cô và nhân viên của phòng khám cha từ với thôn cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã có một bữa sáng ấm áp và đầy dinh dưỡng. Bữa sáng bao gồm mì xào chay và nước uống 7 úp lon. Thay mặt phòng khám cha từ thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, xin chân thành cảm ơn nhà hảo tâm đã quan tâm và hỗ trợ. Sự đóng góp của quý vị đã góp phần mang đến niềm vui và sự khích lệ cho các thầy cô và nhân viên trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bữa sáng được chuẩn bị chu đáo với mì xào chay cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, giúp các thầy và nhân viên có đủ năng lượng để bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả. Nước uống 7 úp lon giúp giải khát và bổ sung vitamin cho cơ thể. Sự quan tâm của các nhà hảo tâm. Sự quan tâm của nhà hảo tâm trong và ngoài nước là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái và mong muốn chung tay giúp sức giúp đỡ cộng đồng. Việc quan tâm đến sức khỏe và đời sống tinh thần của các thầy và nhân viên y tế thể hiện sự trân trọng và ghi nhận những đóng góp của họ trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Lời cảm ơn chân thành phòng khám cha từ thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, một lần nữa xin chân thành cảm ơn nhà hảo tâm đã quan tâm và hỗ trợ. Sự đóng góp của quý vị có ý nghĩa rất to lớn đối với phòng khám và góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí hay còn được biết đến với cái tên gọi thân thương phòng khám cha tường là một mô hình y tế phi lợi nhuận hoạt động với sứ mệnh cao cả, mang đến dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí cho những bệnh nhân nghèo neo đơn, đặc biệt là các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Bài viết này chính là lời kêu gọi tha thiết từ phòng khám cho từ yêu thương cho không các thầy đã hỗ trợ được yêu thương miễn phí, mong muốn nhận được sự tin tưởng và chung tay giúp sức từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để có thể tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động ý nghĩa này. Hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí, phòng khám cho từ yêu thương cho không các thầy đã hỗ trợ được yêu thương miễn phí, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khám chữa bệnh hoàn toàn miễn phí cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc hay quốc tịch. Chuyên môn y tế cao, đội ngũ y sĩ tại phòng khám đều là những chuyên gia giàu kinh nghiệm tận tâm với nghề, luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho bệnh nhân ung thư sự chăm sóc tốt nhất. Không gian phòng khám được thiết kế tạo cảm giác gần gũi, thân thiện, giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái và an tâm khi đến đây. Hỗ trợ tinh thần, phòng khám cha từ thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí không chỉ quan tâm đến việc hỗ trợ điều trị bệnh lý cho bệnh nhân mà còn chú trọng đến việc hỗ trợ tinh thần giúp họ vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống. Lời kêu gọi từ trái tim, phòng khám cha từ thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã và đang là điểm tựa hy vọng cho rất nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, giúp họ có cơ hội được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao và níu giữ niềm tin vào cuộc sống. Tuy nhiên, để duy trì hoạt động hiệu quả và tiếp tục sứ mệnh ngày càng cao cả này, phòng khám cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng. Bài viết này là lời kêu gọi tha thiết từ phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, mong muốn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Mọi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều sẽ góp phần mang đến niềm hy vọng và sự sống cho những bệnh nhân nghèo, giúp họ có thêm sức mạnh để chiến đấu với căn bệnh quái ác. Tôi trước hết là xin chào tất cả các thầy và tất cả các bác sĩ trong phòng thuốc này. Tôi chào tất cả các đồng bào đến đây chữa bệnh. Tôi tên là Nguyễn Thị Thông. Tôi ở phường 8, quận Phú Nhuận, chùa Kỳ Quang 1. Tôi bị cái bệnh ho. Tôi nhờ được mấy người đến đây chữa rồi, người ta giới thiệu cho tôi đến đây để chữa bệnh. Thế thì bệnh viện đầu tiên là tôi bị ho mấy tháng, xong rồi tôi mới đi đến bệnh viện phổi ở Hải Phòng. Thế thì tôi chữa, các bác sĩ thì chữa cho tôi cái hồi đấy là tôi bị tràng dịch. Năm 2021 tôi bị tràng dịch thì các bác sĩ ở đây đã lấy hết cho tôi rồi. Xong rồi nhưng mà về sau nó lại ho lại.
ho lại thì tôi lại đi vào miền Nam, tôi đi vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, rồi các bác sĩ cũng chữa cho tôi nhưng mà nó vẫn không hết ho. Rồi lần nữa tôi đi các bệnh viện, rồi lại vào bệnh viện cuối cùng gần đây là bệnh viện Hoàn Mỹ, là không biết là tư hay là chung thì tôi không biết, là tôi vào đấy tôi chữa thì bác sĩ nói là cứ bệnh ho này nó cứ ho mãi như vậy thôi, nó không hết được, thì tôi cũng không hiểu không sao cả. Thế rồi người ta giới thiệu cho tôi chắc là bị phổi này, thì là xuống đây thì có nhà có cha tường là ở nhà thờ ở Vĩnh Long này, à, Trà Vinh này, thì là tôi mới đến đây thì tôi để xin chữa ở đây. Dạ có tin tưởng thì mới đến, mà có tin tưởng thì mới ở đây để trị bệnh. Chứ ngày đầu tiên là chị sáng ngày 30 thì tôi có gặp thầy Thanh, thì thầy Thanh bảo rằng là thầy Thanh sẽ cho cái thuốc này, tuy ở đây không chữa mà thầy chỉ chữa ung thư là chủ yếu, thì thầy vẫn cho thuốc cho tôi uống và cho các thứ theo như là mọi người đấy, thì tôi cũng chữa y như thế. Thì hôm nay là ngày thứ ba thì tôi thấy thì trong người tôi có thể khỏe hơn xíu và ngủ được nhiều hơn một xíu ở như ở nhà ở chùa. Thì tôi rất là cảm ơn quý thầy đã giúp đỡ cho tôi. Có mấy người bạn người ta giới thiệu là người ta đã đi đến đây chữa hết bệnh người ta về. Thế là tôi thấy tin tưởng, thì đạo nào cũng như đạo nào thôi, cũng giáo dục con người đến làm những điều thiện và tránh những điều ác và giúp đỡ cho con người trong khi mà bệnh hoạn. Thì là tôi tin tưởng thì tôi đến. Dạ em là Trần Thị Đan ở Đồng Nai ạ. Mà điều trị các đồ của bên Tây Y thì nói chung là nó cũng không có hiệu quả, nó cứ tái đi tái lại nhiều lần. Thì bây giờ bệnh nhân muốn xuống đây phòng khám của cha tường để bệnh nhân điều trị phát đồ về Đông Y ạ. Ở bên Tây Y là chị trị như thế nào và tư vấn sao? Có hóa trị, xạ trị hết rồi. Nhưng nó cứ tái đi tái lại nhiều lần, cho nên cũng không muốn điều trị nữa. Bao nhiêu liều chị? Có như là hai chu kỳ hóa rồi. Hóa về sinh học rồi. Bây giờ cái biểu hiện của bệnh của chị nó như thế nào? Biểu hiện bây giờ thì nó di căn, bác sĩ nói là nó di căn qua xương, qua phổi, qua gan rồi. Bệnh nặng rồi đấy. Di căn gì vậy? Trước là nó là bệnh bị u vú ạ, ca vú. Rồi nó di căn, đang di căn. Dạ. Chị có thể cho biết là sao chị biết ở đây không? Có, thì coi trên mạng là thấy phòng khám của cha tường thì bệnh nhân tới điều trị ạ. Rồi qua cái thông tin vậy đó, rồi chị có biết, nói chung chị có tin tưởng gì đây không? Có, rất tin tưởng. Nói chung mà bây giờ là theo cái hiện tại ấy là theo chị muốn các thầy ở đây là làm cái gì cho bệnh viện? Thì muốn về đây để các thầy chữa cho mình, để có mong tâm linh của cha, rồi mình phải tin tưởng vào phát đồ của cha đã truyền cho các thầy, thì em muốn chữa để cho nó khỏi bệnh. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha,
ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho hơn. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, 1.000 cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, 1.000 cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Oh,
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.